Mỗi ác ma đầy đủ thần lực lớn. Thần lực như thế so với thần lực của tâm một Bồ Tát bất thối chuyển, bên nào thù thắng hơn? Xá Lợi Tử bạch Phật. Bạch Thế Tôn, thần lực của tâm một đại Bồ Tát bất thối đối với kia thù thắng hơn. Vì sao? Vì thần lực của tâm một đại Bồ Tát bất thối, vô lượng vô số, không thể nghĩ bàn, không thể nói được. Phật lại bảo Xá Lợi Tử, ý thầy thế nào, thần lực của tâm một đại Bồ Tát bất thối, đối với thần lực vô lượng vô biên các A-la-hán đầy đủ đại thần thông, như đã nói ở trước, thì ai có thể nói kia là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng? Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, theo như con hiểu nghĩa lời Phật đã thuyết, thì chỉ có Phật Thế Tôn mới thuyết thần lực của tâm đại Bồ Tát bất thối kia đối với thần lực của vô lượng vô biên các A-la-hán đầy đủ đại thần thông, như đã nói ở trước, là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng. Vì sao? Vì thần lực của tâm đại Bồ Tát bất thối, trừ thần lực của tâm tương ưng với trí nhất thiết trí thì không ai sánh bằng. Do nhân duyên này nên thần lực của tâm đại Bồ Tát bất thối chỉ có Phật mới biết được, chỉ có Phật mới nói được. Đối với các thần lực khác là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng. Phật bảo Xá Lợi Tử. Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời thầy nói. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì tâm đại Bồ Tát bất thối, không có hữu tình nào khác làm biến chuyển được, cũng không có người biết, người thuyết đúng như sự thật. Chỉ có Như Lai ứng chánh đẳng giác biết tâm Bồ Tát bất thối chuyển kia và các hữu tình tuyên thuyết như thật. Lúc bấy giờ Mãn Từ Tử hỏi Xá Lợi Tử, do nhân duyên gì mà tâm đại Bồ Tát bất thối không bị biến chuyển? Xá Lợi Tử đáp, do khi các Bồ Tát hành bố thí đều duyên nơi trí nhất thiết trí nên tâm kia vững chắc không thể lay động. Khi chứng đắc bất thối chuyển như vậy, tâm không tùy duyên mà bị biến chuyển. Lại nữa, Mãn Từ Tử, ví như có người khéo giải quyết xử đoán mọi việc, từng ở trong vô lượng trường giả cư sĩ, nhà buôn xử đoán nhiều việc. Có người túng thiếu đến trường giả cư sĩ vân vân vay mượn tiền tài vật chất, vì sợ người kia đến đòi không đủ sức trả nợ, bèn dựa vào vua để khỏi bị bắt. Các chủ nợ vì sợ lệnh vua nên không dám lôi kéo, sỉ nhục người kia. Vì sao? Vì người kia dựa vào thế lực rất lớn, khó đương đầu nổi với vua. Bồ Tát cũng vậy. Hoặc mới phát tâm hoặc bất thối chuyển đều y vào đại thần lực của trí nhất thiết trí, nên tất cả độc giác và A-la-hán đều không thể làm cho tâm kia có biến động. Lại nữa, Mãn Từ Tử, như người dựa vào vua, tuy rất nghèo thiếu nhưng không bị nhục. Bồ Tát cũng vậy, dựa vào trí nhất thiết trí, ác ma và nhị thừa không thể lay động mà lại chiến thắng tất cả ác ma. Đối với nhị thừa kia là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng. Vì vậy Bồ Tát muốn không thối chuyển thì thường ý chỉ vào trí nhất thiết trí, tu hạnh Bồ Tát chớ ưa thích thừa nào khác. Mãn Từ Tử hỏi, những gì Bồ Tát không bằng các độc giác thanh văn? Xá Lợi Tử đáp, nếu các Bồ Tát nghe nói thắng sự của độc giác thanh văn, lòng sanh ưa mến, nghĩ như vậy, ta phải làm sao được pháp như vậy? Cũng rất thích khen ngợi giáo lý nhị thừa, các Bồ Tát này do khởi tác ý phi lý như vậy, liền bị sự chiến thắng của tất cả độc giác thanh văn. Mãn Từ Tử lại hỏi cụ thọ Xá Lợi Tử, do duyên gì mà nói tác ý của Bồ Tát này là phi lý? Xá Lợi Tử đáp, vì điều này chướng ngại trí nhất thiết trí, có thể làm cho sự phát tâm trí nhất thiết càng yếu dần xa dần nên gọi là Bồ Tát tác ý phi lý. Giống như thầy Du Già muốn chứng thật tế, vui mừng nhập vào chánh tánh ly sanh, nếu gặp tham sân si khởi lên, thì làm cho sự phát tâm A-la-hán có chướng ngại, bị yếu dần, xa dần, cho nên nói là tác ý phi lý. Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề như vậy, nếu khởi tác ý tương ưng nhị thừa, thì chướng ngại trí nhất thiết, tổn hại tâm Bồ Đề, cho nên gọi là tác ý phi lý. Nếu các Bồ Tát có tác ý này liền bị sự chiến thắng của nhị thừa. Mãn Từ Tử liền bảo cụ thọ Xá Lợi Tử,
Nếu các Bồ Tát phát khởi tác ý tương ưng nhị thừa, liền bị nhị thừa chinh phục, nên biết không dựa vào số Bồ Tát. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì Bồ Tát chỉ cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nếu khởi tác ý tương ưng với nhị thừa, trái với bổn nguyện, không thể chứng đắc trí nhất thiết. Như bậc dự lưu có phiền não hiện hành, liền trái với sự cầu hoặc trí hoặc đoạn. Vì siêng năng cầu trí đoạn nên gọi là dự lưu, chẳng phải phiền não hiện hành là có nghĩa cần cầu. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì bậc dự lưu thì cầu hai biến chi, một là trí biến chi, hai là đoạn biến chi. Nếu phiền não hiện hành thì hai sự cầu kia đều hoại, cho nên bậc dự lưu thường nên tinh cần diệt trừ các phiền não cầu trí biến chi. Bồ Tát nếu khởi tác ý tương ưng với nhị thừa như vậy, liền trái với bổn nguyện mong cầu trí nhất thiết trí. Nếu các Bồ Tát xa lìa tâm và tâm sở mong cầu trí nhất thiết trí thì không gọi là chân thật Bồ Tát. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì điều cốt yếu của Bồ Tát là thường mong cầu tâm trí nhất thiết trí không gián đoạn. Nếu các Bồ Tát trụ tâm Bồ Tát thì các ác ma nhị thừa không thể chinh phục được mà còn chiến thắng được ác ma nhị thừa. Như người bắn cung giỏi, đứng đúng tư thế, không bị sự chinh phục của tất cả oán địch, mà chinh phục được oán địch, xa lìa các sự sợ hãi. Bồ Tát trụ tâm Bồ Tát như vậy, tất cả ác duyên không thể phá hoại được, mà phá hoại tất cả sự nghiệp của chúng ma. Nếu nghe tuyên thuyết giáo pháp nhị thừa liền nghĩ như vậy, ta sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cũng nên tuyên thuyết giáo pháp như vậy cho các hữu tình, giống như ngày nay Thế Tôn Năng Nhân Tịch Tịnh Như Lai ứng chánh đẳng giác tuyên thuyết giáo pháp tương nhị thừa cho các vị chủng tánh độc giác thanh văn ở đời vị lai. Khi ta được làm Phật cũng vì các hữu tình như vậy mà tuyên thuyết giáo pháp như thế, để họ được lợi lạc. Bồ Tát như vậy trụ tâm Bồ Tát, dùng phương tiện khéo léo, tuy nghe giáo pháp tương ưng với nhị thừa nhưng không bị tổn giảm, nghĩa là tuy nghe pháp giáo tương ưng kia nhưng đối với nhị thừa không có sự tham nhiễm. Bồ Tát trụ tâm Bồ Tát như vậy không bị ác ma nhị thừa chinh phục mà chinh phục được ác ma nhị thừa. Như thầy Du Già đối với cảnh không bị thu hút, vì định đã hoàn toàn thiện xảo. Vì sao? Vì định đã khéo điều phục tâm đối với cảnh nên được tự tại. Bồ Tát trụ tâm Bồ Tát như vậy, ác ma nhị thừa không thể chinh phục. Vì sao? Vì các Bồ Tát này đối với tâm Bồ Tát thường không xa lìa. Xá Lợi Tử hỏi Mãn Từ Tử: tất cả Bồ Tát hoặc mới phát tâm, hoặc đã được bất thối, hoặc ngồi tòa Bồ Đề đều không thể chinh phục được sao? Mãn Từ Tử đáp: tất cả Bồ Tát hoặc mới phát tâm, hoặc đã được bất thối, hoặc ngồi tòa Bồ Đề nên biết tất cả không thể chinh phục được. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì các Bồ Tát này đối với tất cả ác duyên không bị làm cho xả bỏ bản nguyện. Nghĩa là các Bồ Tát phát tâm Bồ Đề đối với các hữu tình chỉ vì muốn làm lợi ích, giữ vững hai điều thệ nguyện như thế thì tất cả ác duyên không lay động được. Nếu các Bồ Tát an trụ tâm này thì ác ma nhị thừa không thể chinh phục. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, cũng như các Như Lai hoặc mới thành Phật hoặc đã thành Phật trụ trăm ngàn năm đều không để bỏ tâm trí nhất thiết đối với tất cả thời thành trí nhất thiết. Bồ Tát cũng vậy, hoặc mới phát tâm, hoặc đã được bất thối, hoặc ngồi tòa Bồ Đề, đối với tất cả thời duyên trí nhất thiết suy nghĩ cầu chứng chưa từng tạm bỏ. Xá Lợi Tử hỏi: nếu như thế thì các ngôi vị Bồ Tát đâu có gì sai khác? Mãn Từ Tử đáp: các ngôi vị Bồ Tát tâm không khác biệt, chỉ có thành Phật thì mau chậm không đồng. Nghĩa là tâm Bồ Tát trước sau giữa đều cầu đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, an trụ tâm này thường không thối chuyển. Lại nữa, Xá Lợi Tử, như A-la-hán quyết không thối lui tâm A-la-hán, nghĩa là tâm vô lậu chắc chắn không thối chuyển. Bồ Tát cũng vậy, quyết không thối thất tâm đại Bồ Đề. Lại nữa, Xá Lợi Tử, ý tôn giả thế nào? Nếu tâm A-la-hán có thối thất thì kia có là chân thật A-la-hán không? Xá Lợi Tử đáp: cụ thọ, không phải. Nếu tâm A-la-hán có thối thất nên biết vị kia là tăng thượng mạn, nhất định chưa đắc quả A-la-hán.
Mãn Từ Từ Bồ Tát cũng vậy, nếu có Bồ Tát thối tâm Bồ Đề nên biết trước kia tự xưng Bồ Tát chẳng phải Bồ Tát thật, là tăng thượng mạng làm nhiễm ô chúng Bồ Tát như ốc sên làm dơ nước sạch, chẳng thể uống được. Xá Lợi Tử: đúng vậy, đúng vậy, nên biết hàng kia bị vô trí che lấp tâm tự xưng là Bồ Tát, thật sự chưa được vào số Bồ Tát chân thật, chỉ có giả danh. Ví như trượng phu, năm căn phải đầy đủ, có người thiếu căn cũng tự xưng trượng phu, chỉ có hư ngôn nhưng không có nghĩa thật. Bồ Tát thối tâm Bồ Đề cũng vậy, chỉ có giả danh, chẳng thật Bồ Tát. Như người thiếu căn gọi là dị hình, Bồ Tát thối tâm gọi là Bồ Tát hư ngụy. Cho nên Bồ Tát ở đầu giữa sau nhất định không thối tâm đại Bồ Đề, nếu thối tâm này chẳng phải Bồ Tát. Mãn Từ Từ hỏi Xá Lợi Tử: nếu các Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, phải khởi tác ý tương ưng với những gì? Xá Lợi Tử đáp: nếu các Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề nên phát khởi tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí. Tất cả pháp Bồ Tát cần phải an trụ tác ý như vậy. Nếu các Bồ Tát trụ tác ý này tu hành bố thí, thì các Bồ Tát này liền hồi hướng trí nhất thiết trí. Nếu các Bồ Tát hồi hướng trí nhất thiết trí như vậy, thì các Bồ Tát này gìn giữ bố thí ba la mật đa. Nếu các Bồ Tát không hồi hướng trí nhất thiết trí, thì sự tu hành bố thí của các Bồ Tát này không gọi là bố thí ba la mật đa. Lại nữa, Mãn Từ Từ, nếu khi các Bồ Tát hành bố thí lại suy nghĩ, ta xả phần ít hay không xả phần ít, ta xả vật này hay không xả vật này, ta bố thí loài kia hay không bố thí loài kia. Các Bồ Tát này do dự suy nghĩ đó làm chướng ngại trí nhất thiết, phải trải qua thời gian lâu mới được trí nhất thiết, để nhiều thời gian bố thí ba la mật đa mới được viên mãn. Vì vậy Bồ Tát muốn trí nhất thiết trí không bị chướng ngại, muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí, muốn làm cho bố thí ba la mật đa mau được viên mãn, nên xa lìa suy nghĩ phân biệt như vậy, nên xả bỏ tất cả phân biệt, nên bố thí tất cả vật. Đối với tất cả loài nên bố thí bình đẳng. Lại nữa, Mãn Từ Từ, nếu các Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên trụ bố thí ba la mật đa, nên đối với bố thí ba la mật đa mà trụ như vậy. Nếu các Bồ Tát vào buổi sáng trong ngày đem các loại thức ăn thượng diệu bố thí cho hằng hà sa số hữu tình, đã bố thí rồi lại bố thí y phục vàng ròng thượng diệu, vào buổi trưa trong ngày cũng dùng các loại thức ăn thượng diệu bố thí hằng hà sa số hữu tình, đã bố thí rồi lại bố thí y phục vàng ròng thượng diệu, vào buổi chiều trong ngày cũng đem các loại thức ăn thượng diệu bố thí cho hằng hà sa số hữu tình, đã bố thí rồi lại bố thí y phục vàng ròng thượng diệu, tiếp đến ba thời của ban đêm cũng lại như vậy. Bố thí như vậy trải qua hằng hà sa số đại kiếp thường không gián đoạn. Các Bồ Tát này bố thí như vậy rồi, nếu không hồi hướng cầu trí nhất thiết trí, tuy gọi bố thí nhưng chẳng phải bố thí ba la mật đa. Nếu hồi hướng cầu trí nhất thiết trí thì mới gọi bố thí ba la mật đa, nghĩa là sau khi bố thí không khỏi sự phân biệt, tùy nhiều ít mà phát tâm rộng lớn, nhờ hữu tình bố thí tất cả. Khi Bồ Tát này hành bố thí, tuy không xả nhiều để bố thí tất cả, nhưng thành tựu bố thí ba la mật đa. Vì sao? Vì muốn chứng đắc vô lượng Phật Pháp và hành bố thí ba la mật đa. Nếu khi bố thí, tâm có hạn lượng, nhất định không chứng vô lượng Phật Pháp. Nếu tâm các Bồ Tát có hạn lượng mà hành bố thí, thì các Bồ Tát này nhất định không chứng trí nhất thiết trí, chắc chắn đối với bố thí ba la mật đa không được viên mãn. Vì vậy, Bồ Tát muốn chứng vô lượng trí nhất thiết trí, phải nên phát khởi tâm không hạn lượng mà hành bố thí. Nếu các Bồ Tát có tâm hạn lượng mà hành bố thí, thì các Bồ Tát này còn tham lam không muốn dứt bỏ, không thể hộ trì trí nhất thiết trí, chống trái với tướng này, làm sao chứng đắc trí nhất thiết trí, viên mãn bố thí ba la mật đa. Lại nữa, Mãn Từ Từ, chúng Bồ Tát muốn hành bố thí nên khỏi tâm này, ta nên tu hành bố thí không hạn lượng, khi chưa chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đối với các hữu tình nên hành tài thí.